người ta tra tấn, người ta đánh đập, thậm chí là người ta dùng súng, người ta tự hình, người ta bắn các cái chiến sĩ bộ đội ở đây luôn, xong rồi người ta vứt xác xuống dưới cái dòng sông bé này. Xin chào tất cả các bạn. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cây cầu sông Bé của tỉnh Bình Dương. Thì cây cầu này cũng rất là nổi tiếng ở trên mạng các bạn. Cây cầu này thì bị người Mỹ, người ta đánh sập cái cầu này vào năm 1975 ấy. Thì giờ là nó sập ở phần giữa. Bên này là sông này, sông Bé này. Thì hiện tại mình đang thấy là cái cầu này người ta đang sửa chữa và tái tạo lại. Mà mình cũng không nghĩ người ta sẽ xây lại cái cầu ở đây đâu. Người ta chỉ tái tạo lại thôi. Cái cây cầu sông Bé này thì về lịch sử của nó thì cũng rất là ác liệt nhé các bạn. Thì ngày xưa ở cây cầu sông Bé này các bạn, đế quốc Mỹ người ta bắt bộ đội, người ta đem đến đây người ta tra tấn. Người ta tra tấn, người ta đánh đập, thậm chí là người ta dùng súng, người ta tự hình, người ta bắn các cái chiến sĩ bộ đội ở đây luôn, xong rồi người ta vứt xác xuống dưới cái dòng sông Bé này. Nước chảy cuồn cuộn luôn nhé các bạn. Thì chắc là mình nghĩ người ta mới dựng lại một cái cổng để người ta chắn. Chứ lúc trước thì mình thấy một số bạn ở trên mạng người ta đăng lên không thấy cái cổng này. Chắc là người ta mới dựng lại thôi, để người ta sửa chữa lại. Thì bây giờ cái cầu này thì chủ yếu là người dân người ta đến người ta câu cá các bạn. Ở bên kia cũng có một số thanh niên người ta đến người ta câu cá. Mình nghĩ ở dưới này thì cũng sẽ rất là nhiều cá.
các cái loại cá mà sống ở mấy cái vùng sát thượng nguồn ấy, thường thường là cá lăng. Một số cái phần ở trên cái thân cầu này mình thấy nó vẫn còn mới này. Người ta đang sửa chữa, người ta làm lại. Ở trên này có một cái phần mô đất này, mô đất. Thì mình nghĩ là ngày xưa ở đây thì mình cũng tưởng tượng ra là các cái chiến sĩ người ta bị trói rồi người ta bị bắn xong người ta đẩy xác xuống sông ấy. Sau đó cái chiến dịch giải phóng thì bọn Mỹ bọn sợ quá nên nó cho người đánh sập cái cầu này để bộ đội chiến sĩ của ta tấn công vào không được. Cái cầu sông Bé này cũng là một cái địa điểm để đáng để các bạn ghé tham quan nhé. Hồi trước mình thấy ở trên mạng thì cũng có một số bạn check in ở cái cầu này, có nhiều cái view đẹp lắm. Người ta còn bảo là chỉ Google dẫn đường đến cái chỗ này này chứ. Đây là con quay chiến của mình nè các bạn. Chinh chiến từ Bắc vào Nam luôn. Cái chặng đường hành trình này của mình thì cũng sẽ khá là thoải mái hơn vì đường mình đi đường Hồ Chí Minh. Thì hiện tại người ta đang nâng cấp cái cầu sông Bé này thành một cái địa điểm tham quan du lịch các bạn. Ở đây nó bị sạt lún nên người ta sửa chữa lại cái bờ kè ở giữa cái thành cầu. Đây là một cái di tích cấp tỉnh thành phố luôn này. Quay phần chú thích này các bạn. Trên cây cầu này đã có rất nhiều người bị xử bắn này, các đồng bào chiến sĩ cách mạng xử bắn rồi đẩy xác xuống dòng sông, kinh khủng bạn, thiệt sự độc ác của cái chế độ Mỹ ấy, Mỹ ngụy ấy, thật là kinh khủng. Xung quanh đây thì có mấy cái cây sà cừ cũng rất là đẹp này.